Là một huấn luyện viên yoga, chắc chắn ai cũng mong muốn là phòng tập của mình luôn có nhiều học viên, thật đông học viên đúng không các bạn? Tuy nhiên thì phần lớn chúng ta đều áp dụng cái phương pháp đó là chúng ta nâng cấp cái chuyên môn, trình độ của mình để chăm sóc học viên tốt hơn. Tuy nhiên thì có rất nhiều cái cách và chiến lược khác nhau có thể giúp chúng ta gia tăng thêm, có nhiều thêm học viên của mình. Thì với cái kinh nghiệm là quản lý rất nhiều phòng tập và kinh nghiệm đào tạo khóa luyện viên cũng như phụ trách về mảng marketing cho các phòng tập, thì trong ngày hôm nay Kim Ba chia sẻ với bạn 5 cái chiến lược giúp cho bạn có thể thu hút được thêm nhiều học viên của phòng tập của mình. Thì hy vọng như này, điều này sẽ giúp bạn tăng trưởng hơn, phát triển hơn cho công việc của mình. Cái yếu tố đầu tiên, chiến lược đầu tiên ấy mà chúng ta để áp dụng mà có thể nhiều bạn cũng đang áp dụng, đó là sử dụng cái mạng xã hội, đó là Facebook. Facebook để có thể áp dụng. Thì khi bạn chia sẻ thông tin, những cái bài tập, những cái nội dung, những hình ảnh của phòng tập của bạn trên Facebook thì nó sẽ hiệu quả cũng như tương tác, tiếp cận với nhiều người hơn. Và thông qua nhiều người hơn thì họ sẽ lựa chọn phòng tập của bạn. Thì trong cái phần Facebook thì trang cá nhân thì rất là ok, rất nhiều bạn đã áp dụng rồi. Tuy nhiên ở đây thì Kim Ba nhấn mạnh thêm một cái là chúng ta chia sẻ những thông tin ấy, nó phải có hữu ích cho những người xem. Thì thông qua đấy thì cũng thu hút được đến với nhiều người biết đến bạn được. Thì bạn có thể sử dụng nó như này. Nhiều khi bạn muốn thể hiện các bài tập khó, nhưng tất nhiên thì bài tập khó khi mà đang lên ấy, thì có thể một phần nào đó nhiều người không quan tâm lắm, tại vì họ sẽ có một cái hình ảnh tập luyện nó căng thẳng quá. Thì bạn hãy chia sẻ những cái thông tin cơ bản nhất, ví dụ như là các bài tập làm sao để giảm đau mỏi cổ vai gáy tại văn phòng chẳng hạn, nghĩa là nhiều cái bài tập mà mọi người có thể dễ dàng áp dụng hơn. Thì mình thấy nhiều bạn áp dụng là chia sẻ cái hình ảnh, nhưng mà với cái thế giới bây giờ thì khi bạn chia sẻ video thì nó trở nên thân thật hơn rất là nhiều, cũng giống như cái bạn đang chia sẻ là các bạn đúng không, thì chúng ta có thể nói chuyện, có thể tương tác, thì mọi người có thể dễ dàng hiểu hơn về cái dịch vụ, về sản phẩm của bạn. Và trong cái phần sử dụng Facebook thì mình có một lời khuyên, đó là chúng ta nên sử dụng cái trang fanpage. Thì trang fanpage nó sẽ dễ dàng lan tỏa, tại vì một số cái ưu điểm của trang fanpage là có thể tiếp cận đến vô hạn số lượng người tiếp cận. Nhưng nếu mà trên trang cá nhân thì bạn chỉ có thể tiếp cận được đến 5.000 người thôi, thì có thể là rất là hạn chế. Nên là chúng ta sử dụng cái công cụ mạng xã hội Facebook làm thứ rất là tuyệt vời, giúp bạn có thể có thêm nhiều khách hàng trong tương lai. Và cái chiến lược thứ hai đó là sử dụng kênh YouTube. Cũng giống như bạn đang nghe chia sẻ ở Kim Ba, thì việc mà bạn đang tìm điều gì đó, bạn muốn mong muốn cái phòng tập của mình trở nên phát triển hơn, thì bạn tìm từ khóa là phát triển phòng tập chẳng hạn, hoặc là kinh doanh phòng tập, thì các bạn đã mở ra cái video mà Kim Ba đang chia sẻ. Thì khi bạn chia sẻ những bài tập của mình, chia sẻ những nội dung, những kiến thức giá trị của mình trên kênh YouTube, thì ai đó người ta tìm kiếm, và thông qua đó bạn có thể tiếp cận được đến rất nhiều người, và cái cơ hội để bạn có thể phục vụ họ, hoặc cơ hội họ có thể lựa chọn phòng tập của bạn, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Thế một số quan điểm sẽ nghĩ rằng là thế mình chia sẻ như này thì sẽ bị người ta biết hết bí mật của mình thì sao. Nhưng các bạn ơi, có một bí mật này, giữa rất nhiều người đang giấu đi những kiến thức chuyên môn của mình. Thế là nếu mà chúng ta chỉ đơn giản là họ phải đăng ký tập của mình thì họ mới hiểu được cái dịch vụ của mình, thì ai đó chia sẻ cái điều đấy trên YouTube thì những học viên kia họ biết đến điều đấy thì họ sẽ yêu quý những người chia sẻ nhiều hơn. Như vậy trong cuộc sống chúng ta, ai là người cho đi nhiều nhất, ai người chia sẻ nhiều giá trị nhất thì người đấy có nhiều khách hàng, nhiều học viên nhất. Do vậy thì hãy chia sẻ những cái bài tập mà bạn đang có hàng ngày trên kênh YouTube, cũng giống như bạn đang xem Kim Ba thôi. Mình đang chia sẻ bạn cách để làm thế nào để có nhiều học viên hơn. Thì nếu bạn được áp dụng và điều này thành công thì bạn sẽ yêu quý Kim Ba, có thể là chúng ta sẽ trở thành đối tác, hoặc có thể chúng ta sẽ đồng hành với nhau, hoặc có thể bạn muốn học nghề thì liên hệ Kim Ba để trở thành một huấn luyện viên trong tương lai, để mình có thể giúp bích các bạn phát triển cái tài năng và đam mê của bạn, đúng không? Thì YouTube đó chính là một cái công cụ rất là hiệu quả bây giờ. Và các bạn để ý thấy không, những huấn luyện viên yoga thành công họ đều có kênh YouTube. Vậy còn bạn làm sao? Sử dụng YouTube đi để áp dụng và chia sẻ những thứ có trong bạn, và bạn chia sẻ càng nhiều thì bạn càng có nhiều cơ hội và có càng nhiều học viên nữa. Yếu tố chiến lược thứ ba mà chúng ta có thể áp dụng đó là sử dụng các áp phích, những cái băng rôn. Thì mình thấy phần lớn các bạn huấn luyện viên đang gặp phải là chúng ta chỉ cái ngày khai trương thôi thì chúng ta mới làm áp phích hoặc là băng rôn. Thì cái đấy là một cái rất là hạn chế. Thì các bạn thể ý rằng ngày hôm đấy bạn sử dụng băng rôn, áp phích, bạn treo nhiều thì bạn có nhiều người khách hàng đến. Thế tại sao bạn không áp dụng cái đấy một cách thường xuyên vào công việc của mình, không nhất thiết phải ngày khai trương đâu. Thì có một cái mình hay chia sẻ các bạn huấn luyện viên ấy, là bạn trích ra một khoản ngân sách hàng tháng, ví dụ như là cứ cam kết mỗi tháng bạn trích ra khoảng tầm 500.000, 600.000, bạn lại đi thiết kế một cái băng rôn, một cái áp phích, bạn treo ở đâu đó quanh khu vực của bạn, hoặc bạn có thể liên hệ với học viên trong lớp mình xem ai đó ở gần ngõ, ai đó có một cái bờ tường thì bạn có thể nhờ treo nó ở bờ tường họ, và liên tục lặp đi lặp lại như vậy thì cái thông tin của bạn, cái thông tin phòng tập của bạn nhiều người biết đến hơn. Không phải treo một cái băng rôn mà treo càng nhiều càng tốt. Giống như bạn thấy để ý là nhiều cái hoạt động
về quảng cáo của các thương hiệu lớn như là Thế Giới Di Động chẳng hạn ấy, họ treo dọc con phố. Tất nhiên thì ngân sách chúng ta chưa đủ, thì mỗi tháng chúng ta cứ bỏ ra một ít, chúng ta lại treo thêm một con ngõ, cứ mỗi tháng lặp đi lặp lại, thì cái phòng tập của bạn càng ngày càng đông học viên hơn. Tại vì chúng ta không cần phải cho cả đất nước lại biết đến bạn đâu, chỉ cần trong dãy phố đấy, cái khu phố, cái quận huyện đấy họ biết đến phòng tập của bạn, thì bạn đã trở nên thành công hơn rất là nhiều rồi, đã chật cứng phòng tập rồi đúng không? Thì đấy đó chiến lược thứ ba, đó là treo băng rô và áp phích. Thế thì chiến lược thứ tư mà chúng ta nên xây dựng, đó là xây dựng lên những cái quà tặng có giá trị. Thế thì quà tặng ở đây là gì? Quà tặng ở đây có thể là bao gồm những cái chương trình hội thảo chẳng hạn ấy. Bạn chủ động tạo ra những cái buổi chia sẻ về chăm sóc sức khỏe chẳng hạn. Ví dụ như phòng tập của mình hàng tuần chủ nhật đều có một cái chương trình nào đó, ví dụ như là hướng dẫn gọi là chuyên sâu, hay các bạn gọi là làm workshop. Nhưng chúng ta đơn giản gọi là các lớp học chúng ta học hàng ngày thì nhiều khi có rất nhiều vấn đề, những câu hỏi chúng ta không thể giải đáp được, thì chúng ta tập trung cả phòng tập của mình lại làm một buổi chuyên đề về cách giải quyết vấn đề trị liệu cổ vai gáy cho học viên, cho người văn phòng. Và thông qua đó những học viên của mình mời những người bạn đến mới, thì trong đó hôm đấy chúng ta hướng dẫn họ cách để khắc phục vấn đề của họ. Hoặc là họ muốn giảm cân thì nhiều khi mình chăm trên lớp mình làm sao giải quyết hết được, thì chúng ta tạo ra một buổi workshop riêng, và trong ngày hôm đấy thì chúng ta chia sẻ cho họ các phương pháp về ăn uống, về tập luyện, và thông qua đó thì bạn có thể thu hút được thêm nhiều người biết đến mình. Và thông qua hoạt động đấy là một cách rất là hiệu quả. Chúng ta có thể tổ chức tại phòng tập mình, hoặc tổ chức tại một cái nhà văn hóa của đơn vị nào chúng ta liên hệ. Ví dụ như cơ quan văn phòng thì họ cũng cần phải biết cách, cái phương pháp nào để giúp ích cho nhân viên văn phòng họ giảm đau mỏi cổ vai gáy, thì tại sao chúng ta không liên hệ với công ty đấy để chúng ta làm một cái chương trình miễn phí cho họ chẳng hạn, hướng dẫn họ cách tập luyện ngay tại văn phòng. Thì trong ngày hôm đấy bạn trao cho họ những giá trị, và thông qua đó họ biết đến bạn nhiều hơn và lựa chọn phòng tập của bạn. Thì đó là chiến lược thứ tư. Và chiến lược thứ năm mà Kim Ba muốn chia sẻ ngày hôm nay, đó là chính là việc tạo ra những cuộc thi, hoặc mình tham gia các cuộc thi. Thế thì nhiều người sẽ nghĩ rằng thi là phải thi đấu yoga đúng không? Thì thi đấu yoga cũng là một phần nào đó. Các bạn để ý xem, những huấn luyện viên họ tham gia thi đấu thì thông qua hoạt động thi đấu sẽ có nhiều người biết đến họ nhiều hơn. Cái việc mà xuất hiện trước đám đông là một cơ hội rất là tuyệt vời để quảng bá về bản thân của mình. Kim Ba cũng là người rất là thích trong hoạt động thi đấu và phụ trách về mảng đào tạo vận động viên cho thành phố Hải Phòng. Thì những các bạn huấn luyện viên khi mà bạn ấy khi đi dạy ấy, thì bạn sẽ ít người biết đến, nhưng mà khi bạn tham gia cuộc thi thì thông qua cuộc thi nhiều người biết đến. Thì đấy là một cách. Nhưng mà cuộc thi tiếp theo bạn có thể chủ động tạo ra những cuộc thi cho chính phòng tập của bạn. Ví dụ như cuộc thi về Meet Yoga tại phòng tập của bạn chẳng hạn. Thì thông qua đó với cái điều kiện điều lệ là like share gì đó chẳng hạn ấy, và cộng một phần quà là khóa học hay là thảm tập của dụng cụ gì đó. Hàng tháng, hàng năm bạn tổ chức ra cuộc thi thì những học viên đấy họ tham gia thì họ sẽ mời những người bạn của họ để comment, để like, để share chẳng hạn, kết hợp mạng xã hội. Thì thông qua đó nhiều người biết đến phòng tập của bạn hơn. Thì thông qua cuộc thi đấy bạn cấp một khoản ngân sách thì nhiều người biết đến bạn thì họ có thể lựa chọn phòng tập của bạn. Và điều gì tuyệt vời hơn khi những học viên của bạn được khoe những cái hình ảnh về quá trình thay đổi bản thân của mình, về sức khỏe mình thay đổi, về cân nặng mình thay đổi lên mạng xã hội, họ được tuyên dương, được vinh danh, và thông qua nhiều người bạn biết đến họ, biết đến phòng tập của bạn và lựa chọn phòng tập của bạn. Thì đó là năm cái chiến lược mà giúp bạn gia tăng được cái lượng học viên ở phòng tập một cách nhanh chóng, dù là yoga hay là dù là các bộ môn gym. Thì đây cũng là phương pháp mà Kim Ba liên tục áp dụng và tạo hiệu quả trong suốt thời gian qua, và hy vọng với cái chia sẻ này sẽ giúp ích các bạn. Và nếu bạn biết thêm chiến lược nào khác, hãy comment ngay dưới video để chúng ta có thể xây dựng, giúp đỡ nhau phát triển công việc trở nên tuyệt vời hơn. Và Kim Ba còn gặp lại bạn trong những chiến lược phát triển tiếp theo. Xin chào.